ơi, chị với em đi lấy rau đi chị. Ủa đâu rồi? Trong kia. Sửa cái củ điện đấy. Cứ bẻ cái củ điện chứ. Bẻ lấy tay nó. Lấy cái mũ độ đây cho nó. Chị đi chơi đi. Tắt đi không bây giờ phải tắt nó xuống nền nữa. Được bà kệ nó mà. Kệ nó để cho vào cho nó dễ đó. Lên cao quá chứ nó khó. Bà to nữa.
Cháu còn lấy rau gì nữa không? Cái nhà bà còn rau gì nữa không ạ? Có còn ít rau ngót ở đằng sau nhà kia. Dạ vâng, cái đi cắt được một tí nữa. Bà này ít quá cháu cũng không bỏ đi bán nên đi về bà đi lấy cắt ít rau ngót rồi. Bà vậy cả. Chơi, đi chị. Đi. Bà là nó lúc làm đường. Má không trả tiền bà. Cái này bà lấy bao nhiêu? Ôi, cháu cho bao nhiêu, bao nhiêu đi. Sao? Bao nhiêu là bấy nhiêu? Nó còn đếm không nhỉ? Thôi, mai trả lại nha. Chứ bà nó về đấy. Ít làm nhiều thôi nha. Như vậy chị ơi. Bà nha. Chứ cảm ơn bà. Nóng mắt nhỉ. Em thấy em.
Chị ơi, em đi, chị vào nhà em đi xem mà gà kêu thế chị. Ấy là thằng này, sau này đi ăn trộm gà của tao. Ra đây, ra đây. Mày là ai đấy, ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên, tao xem mặt nào. Nhanh lên, ngẩng mặt lên. Sao mày đi ăn trộm gà? Đi vào đây, đi. Đi vào nhà. Mày cầm nguyên con gà nhá, đi vào nhà. Tao cấm mày vào tháng gà nhá. Đi vào nhà. Đi. Mày giữ nguyên con gà tao nhá. Cầm nguyên là ngồi nguyên đó. Ngồi nguyên nha, cấm là được đi đâu nha. Cầm nguyên con gà. Chị đi, đi lấy cho em cái dây ở kia. Ở cái xe của chip ấy, em buộc nó vào. Đây gà. À mẹ ăn. Sao mẹ ăn, ăn trộm gà nào. Ngồi đây dưới em cởi chip ra nóng quá. Chị ơi, chị tha cho chị. Không, lần đầu em dại dột rồi chị. Lần đầu dại dột cái gì? Hôm nọ tao bắt bầu câu chắc mày cũng ăn trộm phải không? Nghe con gà nhá, cấm không được thả nhá. Tí nữa tao làm tăng chứng. Chị ơi, chị tha cho em. Không, không tha, hôm nọ tao bắt bầu câu rồi. Mày cũng đến đây lấy phải không? Không phải chị ơi. Không phải, thế ai lấy? Em không biết. Không biết thế nhưng không biết. Con gà này mà tao về muộn một tí nữa mày chả lấy đi rồi à? Hả? Thôi mày đi ăn trộm, chị giữ nhá, em đi. Bây giờ mày giải thích đi, phải con hôm lọ con bồ câu cũng mày lấy phải không? Không phải em ơi chị ạ. Không phải thì ai không lấy? Em không biết. Không biết. Giữ nguyên đấy nhá. Tí nữa tao đi báo công an về để giải quyết. Chị tha cho em chị. Không tha được. Không tha, tha lần này lần sau lại tiếp tục. Đi chị tha em lần này. Như thế này là không tha được. Phải đi mà báo công an về để giải quyết. Mày ở đâu về? Hả? Nói đi. Ở đâu về? Về đây mà ăn trộm này đi với ai? Một mình hay là mấy người? Hả? Tao đi mấy với mấy người? Chị tha cho em đi chị. Không tha. Không tha. Với chị... ai đi? Thế mày với ai đi? Với ai về đây ăn trộm gà? Một mình hay là mấy người? Thôi chị tha cho em đi chị. Không. Không tha đâu, chị ở đây giữ nhá. Em đi báo công an về để xử lý. Mày cấm được thả con gà ra nhá. Nếu thả con gà ra là chết luôn. Rồi chị tha cho em đi chị. Không. Chị giữ nhá. Vâng. Em buộc chặt đây rồi. Chị cầm cái cặp này cho em đi báo công an. Nếu nó thả gà chị đánh vào tay cho em nhá. Vâng. Em buộc chặt cái đợi rồi. Nó không ấy là được đâu. Phải đi gọi công an về xử lý. Tạm nghỉ ra. Đừng im. Chị tha cho em. Không, tha. Chị tha. Ôi, chị tha cho em. Ai bảo? Ôi, chị. Ôi, chị tha cho em lần này. Không. Ôi, chị tha em lần không này. Không, tha. Đúng rồi. Tha nhá, mình tổn cho một chị nhá. Ôi, chị tha cho em lần này. Không. Chị. Đi chị đúng là này không chị ra cho em không đi chị đúng bao giờ được về đó quạm đúng này ơi chị không con này này anh ơi đi vào nhà đi. Thằng này đây. Dạ, yeah, coi à. Vâng, con ngồi chú đây. Chú ấy thì là cháu lần đây là một con trộm gà. Đây, em trói nó vào đây. Rồi. Ủa, là sợ nó ở nhà là nó đi em đấy. Giữ cho chị. Rồi chị cứ ra ngoài để cho. Chị đi được rồi. Con bé này mà nó đi ăn trộm. Đấy, nó vẫn giữ nguyên con gà đây để làm tăng chứng đây. Giờ về đây kia, úi giời ơi, chăn màn này khác linh tinh nó lục tung hết ra. Xong bắt đầu là chắc không thấy có gì, không thấy có tiền là nó đi ăn trộm gà. Hôm lâu là cũng mất con bồ câu rồi. Tháo đi. Hôm
Con ngoan anh mà đúng không? Còn có ai nữa không? Hai một mình. Chú, anh chị tha cho cháu một lần. Quen tay rồi không? Tha cho cháu một lần thôi, lần đầu của cháu. Đây đây, con cầm. Đi chú. Con cầm. Dạo này ở xóm này cũng báo cáo là mất trộm là rất là nhiều luôn. Người ta cho cháu một lần đi chú. Thế là không đâu mà. Em cũng mất bồ câu đấy anh ạ. À. Vâng, ra đây. Ngẩng cái mắt lên xem nào. Con nhà ai? Hả? Con nhà ai thì là nói đi, xong rồi đi với ai? Một mình em hay là nhiều người? Nói đi. Còn sụt sịt khóc sao cái gì khóc nữa? Sao mà phải khóc? Đi ăn trộm của người ta còn khóc à? Mấy lần rồi, lần này thứ mấy rồi? Hôm nọ còn bồ câu nói cũng mất rồi ấy, anh ạ. Nói thật. Anh có mang ra cho em đôi bồ câu ấy, cũng mất rồi. Nói thật, còn chú còn tha cho, còn không thì mà chú đây, dẫn, đây. Lên, dẫn lên trên thì ba luôn. Thai đi, còn khóc cái gì nữa, mình biết sai rồi mà. Sai thì nhận lỗi thôi. Thế con cái nhà ấy, để chú không biết gọi bố mẹ về. Với chú, tha cho cháu một lần đi chú. Ôi chú, nhà cháu nghèo, bố mẹ cháu đi làm sai, cháu ở nhà một mình như chú, cháu làm này chú. Con bé này bố mẹ làm sao thì mình phải nhà mình phải ngoan ngoãn để cho bố mẹ yên tâm chứ. Học được mấy rồi? Hả? Thế năm nay cháu học được mấy rồi? Cháu bỏ học rồi ạ. Bỏ học rồi á? Vâng. Cũng khổ nhỉ. Lần sau không làm những việc này nữa nha. À mà có phải là lần trước cũng sang bên này bắt một cô phải không? Vâng. Một mình hay là với ai nữa? Chú đi một mình ạ. Chú tha cho cháu lần này chú. Bây giờ cháu con... bắt con gà về làm gì? Bán lớn hay là làm gì? Cháu bắt về ăn lâu lắm rồi cháu không được, không có thịt để ăn cháu bắt. Thế nhà có một mình hay là có anh chị em gì không? Không ạ, nhà cháu ở một mình ạ. Thế bây giờ như thế nào? Hứa lần này lần sau còn thế nữa không? Không ạ, đúng lần này ạ. Chú với cô tha cho cháu đúng lần này cô chú. Cái này là chú không thể quyết định được, cái là do em Thu này chỉ chịu nhà này cơ. Quyết định cơ, còn chú là chỉ xuống giải quyết là theo góc độ là gia đình tìm mà chú xuống giải quyết thôi. Còn chú chị này là chú em Thu à? Dạ. Đây của con. Chú thằng cháu này nó còn nhỏ, chưa được tuổi về nó nghĩ chưa chu đáo. À, gia đình nữa. Chả? Nên là cái là bây giờ để mà xử lý thì cháu lại chưa đủ tuổi. Nếu mà để cứ cố vào để mà tra ấy thì chắc là cũng không giải quyết được cái gì đâu. Qua là bây giờ là em thế nào thôi. Dạ vâng. Thế bây giờ thì cháu thế nào? Cháu xin lỗi cô. Sao cháu làm như thế nữa? Thôi thì đấy, do hoàn cảnh nhà cháu nghèo, bố mẹ thì đi làm ở nhà một mình. Cô thay cho cháu đúng rồi này. Lần sau là không được như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ. Thế lần, nhà có sao? Nhà cháu ở đâu? Nhà cháu bên kia suối ạ. Lần sau không được qua suối sang đây ăn trộm nữa nha. Vâng ạ. Có cái gì không có thì đi xin chứ đừng có đi ăn trộm thế này không được, xấu nhớ chưa? Vâng. Thế bây giờ đi thả con gà này vào chuồng kia cô. Vâng, cảm ơn cô đi. Cởi giúp em ấy, cho nó đi thả con gà ở kia không để cho nó về. Lần sau mà còn tái phạm là nhốt đấy. Ừ, cháu cảm ơn cô chú. Lần sau không làm như thế nữa nhá. Vâng ạ. Được rồi, còn, đi thả gà vào chuồng đi. Bắt chỗ nào thì về thả cho đấy. Rồi, thế đi về đi nha. Lần này, lần sau không như thế nữa, nhớ chưa? Vâng ạ.
Con cảm ơn chú, cảm ơn rồi. Cô, cảm ơn chị. Nâng sau cố gắng nhá. Còn trẻ này không làm cái trò trồng và cắt rồi nhá. Vâng ạ. Rồi, về đi. Vâng, em cảm ơn. Rồi bọn anh xin phép đi về, chúc bọn em còn rồi, bọn anh xin phép dạ, vâng ạ. Hai anh em về cơ quan. Anh vào nhà uống nước xong cũng về. Rồi để hôm nào sao anh chơi. Bye anh nhá. Cảm ơn nhé. Dạ. Ở đây còn biển số. Anh. Rồi mình về nhanh. Chào em bé nha. Rồi ạ. Rồi em đi về đi ạ. Rồi. Anh về nhá. Dạ vâng ạ.